Chào mừng các bạn đến với kênh Mr. Zero, há hốc mồm với những kỹ thuật thượng thừa. Kỹ thuật bóng đá là một trong những yếu tố khẳng định được đẳng cấp của các cầu thủ. Đó cũng là một trong những điều tạo nên sức hút của môn thể thao này. Đối với các cầu thủ, ngoài việc rèn luyện thể lực thì việc cải thiện kỹ năng kiểm soát trái bóng cũng vô cùng quan trọng. Nó giúp bạn tự tin hơn trong những trận đấu của mình. Hãy cùng Mr. Zero điểm qua những kỹ thuật thượng thừa mà các cầu thủ có đẳng cấp cao mới thực hiện được nhé. Nếu thấy clip này hay thì hãy like, share, subscribe, nhấn vào nút thông báo để nhận được những clip mới nhất từ bên mình nhé. Xin chào! Nhiều người cho rằng bóng đá là một môn thể thao khô khan và căng thẳng khi 22 con người trên sân chỉ tranh giành nhau đúng một quả bóng và tìm mọi cách để đưa nó vào khung thành đối phương. Nghe thì có vẻ đúng, nhưng đó không phải là tất cả những gì về môn thể thao vua, nhất là khi bóng đá còn đem đến cho người xem rất nhiều khoảnh khắc hài hước, độc nhất vô nhị mà chẳng thể nào tìm ở đâu khác. Đó cũng là lúc mà các cầu thủ của chúng ta ngẫu hứng sáng tạo trên sân cỏ và trở thành chủ nhân của những skills bá đạo nhất trên thế giới. Không hiểu anh chàng áo vàng trong tình huống này vì quá chủ quan hay coi thường đối thủ mà hết lần này đến lần khác có những hành động hết sức kỳ lạ. Hết nhảy lò cò quanh trái bóng để đuổi bóng hệt như đuổi gà, phải chờ đến khi cầu thủ đối phương áp sát anh ta mới chịu chuyền bóng đi. Chắc hẳn các cầu thủ áo xanh phải cay cú lắm khi xem anh này nhỡn nhơ trên sân như vậy. Chỉ cần nhìn cái cách di chuyển thôi cũng dễ dàng nhận ra người nhận bóng kia là Ronaldinho trong màu áo AC Milan. Trong thế giới bóng đá, nếu Rovo được xem là cầu thủ sáng tạo ở vị trí thứ hai thì chẳng ai dám nhận quán quân, bởi ngôi sao người Brazil luôn biết cách biến từng khoảnh khắc trên sân của mình trở nên kỳ diệu, bất ngờ theo cách riêng. Lần nào anh cũng khiến cho cầu thủ đối phương phải khốn đốn, bởi dù có mổ băng ghi hình và nghiên cứu cả nghìn lần thì khi đối đầu với Rooney, họ cũng chẳng thể biết được anh sẽ làm gì. Cũng đừng nghĩ rằng chỉ có những cầu thủ tấn công như tiền đạo hay tiền vệ mới có thể sáng tạo trên sân cỏ. Người ít chạy nhất trên sân đôi khi vẫn đem đến khoảnh khắc không tưởng, khiến tất cả các khán đài phải vỡ òa. Anh chàng thủ thành Reynet trong tình huống này chính là một ví dụ điển hình. Dường như anh đã tốn thời gian suy nghĩ thật kỹ lưỡng trước khi quyết định trổ tài phô diễn. Chỉ chờ đến khi Memphis Depay máu lửa bay người để tranh bóng, thì chàng thủ môn của Toulouse chỉ cần gạt bóng nhẹ nhàng ra sâu cũng đủ khiến tiền đạo của Lyon bỗng chốc trở thành trò hề với màn nhào lộn vừa rồi. Nhắc đến những cầu thủ chơi bóng ngẫu hứng nhất trên sân cỏ, dĩ nhiên không thể bỏ qua cái tên Neymar. Để kể hết những skill sáng tạo của tiểu Pele, có lẽ cả ngày không hết. Cũng chính vì điều đó mà chủ nhân của chúng thường trở thành nạn nhân của những trò tiểu xảo. Chẳng hạn như lần này, thay vì chọn cách rê bóng qua người cầu thủ đối phương, Neymar khi đó còn khoác áo Santos đã ngẫu hứng nhảy cùng trái bóng. Kết cục anh vẫn có thể lừa bóng qua đối thủ, nhưng nhận lại một pha vào bóng đầy ác ý từ cầu thủ áo xanh. Knelt to pray today, but no one was listening anymore. Do I need to fade away or stay here laying down on the floor? I want to know if you be the shoulder that I need. I want to go to take me to Neverland.
những cầu thủ gốc Nam Mỹ của thể lập Brazil luôn được xem là những nghệ sĩ đích thực trên sân cỏ bởi nguồn sáng tạo vô tận với trái bóng tròn. Robéo là một điển hình như thế. Khi còn khoác áo Inter Milan, anh từng khiến cho những hàng phòng ngự đặc sản trứ danh của nước Ý phải lao đao và khốn đốn để ngăn chặn mình. Tiếc là cú dứt điểm cuối cùng của người ngoài hành tinh lại lệch một chút so với khung thành, nếu không có lẽ pha bóng vừa rồi đã trở thành siêu phẩm thứ N trong sự nghiệp của anh. Can I get some help today? Lord help me with the blood that I bleed. I want to know if you beat the shoulder that I need. I want to go. So take me to Neverland. Không chỉ sở hữu chiều cao tốt, anh chàng áo đỏ trong tình huống này còn có kỹ thuật hết sức điêu luyện, chẳng cần rê dắt rườm rà, anh chỉ cần khoe một vài động tác cũng đủ khiến cho hai anh chàng áo xanh nhỏ bé tội nghiệp phải chạy quanh mình bất lực. Đến đồng đội của anh, chàng áo đỏ ngay bên cạnh cũng không biết đường nào mà lần, phải sững một lúc mới nhận ra cú giật gót vừa rồi là đường truyền cho mình. Sử dụng kỹ thuật sáng tạo trên sân cỏ là tốt, tuy nhiên làm dụng nó quá mức như Neymar thì có lẽ các cầu thủ nên suy nghĩ lại. Với dòng máu Samba trong người, cựu sao Barca thường xuyên thực hiện các động thái kỹ thuật đẹp mắt. Ở trận đấu gặp Montpellier mới đây, chân sút người Brazil đã tạo nên tuyệt kỹ gấp cầu vồng, đưa bóng qua đầu đối thủ. Mọi chuyện vốn chẳng có gì đáng bàn, khi đó là động tác qua người vô cùng bình thường. Nhưng bất ngờ thay, trọng tài chính Jerome Richard nhận định đó là tình huống khinh thường đối thủ của Neymar, thậm chí tặng luôn cho anh chàng số 10 của PSG một chiếc thẻ vàng vì sự ngông của anh chàng. Có vẻ không chỉ mình Neymar thích sử dụng tuyệt chiêu gấp bóng cầu vòng trên sân cỏ, anh chàng áo đen trong tình huống này cho thấy mình cũng là cầu thủ. Không chỉ thành thục, cầu thủ áo đen còn vẽ nên cầu vòng trên sân hết sức đẹp mắt. Nếu ghi bàn ngay sau đó nữa thì đây chắc chắn đã trở thành siêu phẩm, tiếc là anh bị cầu thủ đối phương đốn ngã ngay sau đó. Có vẻ đây là điểm chung của bất kỳ cầu thủ nào sử dụng tuyệt chiêu này thì phải.
Nhắc đến những kỹ thuật độc đáo nhất, dĩ nhiên không thể bỏ qua tuyệt chiêu đảo chân như răng lạc của Cristiano Ronaldo được. Kỹ thuật này được ngôi sao người Bồ sử dụng trong suốt sự nghiệp quần đùi áo số của mình. Hễ cứ thấy chiếc áo số 7 huyền thoại trên sân, người ta lại thấy anh răng lạc. Tuyệt chiêu này không chỉ giúp Ronaldo tung hỏa mù thành công đối thủ, mà đến cả người xem cũng thấy hoa mắt, chóng mặt. Đôi khi những pha bóng đầy đời không chỉ đến từ kỹ thuật điêu luyện mà còn đến từ những tình huống cười ra nước mắt. Như anh chàng áo đỏ lần này vì quyết liệt tranh chấp bóng mà phải nằm ra giữa khung thành đối phương. Không những chẳng ai quan tâm mà anh chàng còn từ chối thẳng thừng một bàn thắng của đội nhà. Chắc hẳn thủ môn đối phương sau trận đấu phải đến bắt tay và cảm ơn anh chàng này rối rít mất thôi. Vừa rồi chính là những skill sáng tạo nhất trong thế giới bóng đá. Nếu bạn vẫn chưa mãn nhãn với video này và vẫn tiếp tục mong chờ ở phần 2, hãy cho Mr. Zero biết bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới video này nhé. Cảm ơn vì đã theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.